mới bán hàng tự động gì. À, quá chị em mới độ á. Thấy rồi. Chắc năm hẳn như không chứ. Chơi sân nhà thôi, em ra ngoài đợi chơi thôi. Chết chốc đấy, cẩn thận. À, quên đấy. Đây nữa. Trời, chút ngược chặt của ghiền. Đi coi em còn ba mấy trăm mà. Tối có gì chơi không? Có súng rồi. Trời chơi luôn nè. Chơi tối gì nữa? Lát nữa, lát nữa. Lát nữa, giờ chơi luôn chứ lát tối gì? Lát nữa chơi với thêm mà để chị cho em ăn cơm cho no nha. Thôi em ăn cơm rồi, em ăn cơm rồi. Ăn chút, ăn giờ. Ăn nữa đi tối không ăn dạ. Dạ. Gì? Hơi căng à. Thế mời nghe em vô chơi luôn. Em nhả gỗ chơi rồi, bữa nay đã học bài. Bài hả? Em mời hôm nay học. Hôm nay trung thu này đi chơi trung thu không? Chị hả? Chị không đi, em đi không? Đi không? Chị qua chở em đi. Em qua chở chị đi, chị có phe là... À, có người cứu chị em ơi. Chết thì em cứu rồi. Em nghĩ chị dễ chết không? Chị cầm cái sọc canh em kia chị chết. Ờ, cầm một canh nữa. Em hai kèm cha. Đáng cần ba cần bốn gai. Con chán con mon thì chứ. Gần ông điện thoại rồi mẹ. Đồ chú ngu. Ủa? Chắc giờ có mình cài á. Trời ơi, tự chết đi ha ơi. Vậy chết em chết theo đó. Chết đó, đừng có làm. Ba uống hằng trời. Ba uống hằng rồi. Chị mà chết là game này còn gì vui. Nói cầm cái gì mà bắn đau dữ trời. Ủa, để đúp, để đúp. Để hụt em, có để hụt mà. Hello, cái để hụt sao mà em thấy kỹ năng đang ngồi. Con chỉ sao, Phật canh ba, ba chip luôn. À, ngon nữa. Chàng này top 1 rồi. Mở nhỏ nhỏ. Chơi game đừng nhắc tướng. Mở nhỏ nhỏ. Chạy. Hả? Chơi game đừng nhắc tướng ít top 1. Em chơi chúng hơn môn lành tuột không á. Em mới nhắc cái lớn chứ không thấy được top 1 mà ai mới nhảy chết rồi. Tại em không kiếm cái Ska cho môn á, thì môn thích bắn Ska. Ska hả? Ừ, môn cầm Ska mà lấy top 1 chứ. Ghê hả? Ừ. Tại chị biết thôi chị. Gên điện thoại, gên điện thoại, một sao em cài cho chị nè. Hai sao mà em môn cài cho chị quá. Cái gên điện thoại hai sao đó cũng là môn cài cho chị đó. Một khao gánh chị đó. Không chơi với em trai, không có chơi với Mon. Thằng Mon đâu vậy? Mon đi bận này, Mon bận này hôm nay. Mon có điện thoại cũng ngon. Ê anh, chúc gửi tên Tiên Quân rồi. Chúc gửi tên Tiên Quân chứ nhỏ rồi. Chúc đồng ý má chị hai gửi tên. Mình gửi cho chị gửi cho em. Rồi. Em nó ổng chô hứa ơi. Chô gì vậy đó. Em bắn gà chết luôn. Rồi em chơi gà chết luôn. Họ biết bắn gãi không nữa à. Con gì? Hả? Gì ơi? Ơi đau quá. Mày có biết mẹ rồi. Tài nguyên ở đây. Dễ lên không còn chết. Trời ơi mới nó chơi, nó chơi nóc nhà nó bắn liền. Rồi chết thì chết thì cứu cho. Hai ba đứa chơi nóc nhà luôn phải nồi. Nó có bốn tập chuột cứu vé Hường ơi. Ok. Trời ơi cứu luôn chứ chỉ có này. Mất cái chờ cao tiếp rồi. Mấy nhỏ gì vậy?
cho chị xem nó quay clip á. Vậy chị thế em chưa gặp xung gì. Ủa mày có kết bạn với tao mà. Chị đâu rồi? Chị đây. Chị đang kiếm cách, chị đang kiếm cách báo thù hai đứa kia. Ở lộn, kiếm cách à báo thù ba đứa. À đụng. Cố đặt keo cố số 1. Đặt keo chơi quần cũng như keo. Sao mà đâu phải không? Bồ bán ấn đéo biết được keo với sơn à. Chạy chạy cứu đi. Cứu tôi. Hết rồi. Con tặng bỏ rồi. Trong tủ bá lấy lại băng á. Lần này chắc cũng không tụt anh ta. Tặng này bỏ rồi. Cứu tôi. Thổ bạn đi hả? Thổt đi. Yếu. Ngu à, ba đầu à. Cho nó vui say. Ba